Thanh Giang xin kính chào tất cả quý vị khán giả theo dõi chương trình Văn hóa và Giáo dục của đài truyền hình IBC vào hàng tuần. Thưa quý vị, năm 2020 này là một cái năm có lẽ sẽ đi vào lịch sử của loài người với những nhiễu nhương, những khổ ải và tệ nạn nhất. Không biết thế giới loài người mình sẽ còn có những năm nào giống như năm 2020 nữa hay không? Nó làm ảnh hưởng rất nhiều kể từ khi có dịch gọi là dịch Vũ Hán, COVID-19, ảnh hưởng đến đời sống của xã hội, của người dân và ngay cả gia đình, cái đơn vị nhỏ nhất của một xã hội là đơn vị gia đình. Thì trong mùa Vu Lan năm nay, những sinh hoạt thường có của cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới đã phải thu hẹp lại rất nhiều và thậm chí có những nơi không có được cái sinh hoạt đó. Thì trong cái tinh thần vẫn còn của mùa Vu Lan, hôm nay Thanh Giang rất hân hạnh để được nói chuyện cùng với một vị giáo sư Trần Ngọc Dụng về cái đề tài rất là quen thuộc đối với cộng đồng người Việt chúng ta, đó là chữ Hiếu Thảo, chữ Hiếu và chữ Thảo trong cái văn hóa Việt Nam. Thanh Giang xin được kính chào giáo sư Trần Ngọc Dụng. Cảm ơn cô Thanh Giang. Kính chào quý vị khán giả của đài trong chương trình Văn hóa và Giáo dục. Chúng tôi rất hân hạnh được gặp lại để tiếp chuyện cùng quý vị trong chương trình hôm nay. Dạ, thưa giáo sư, ngay như ban đầu mà Thanh Giang đã được thưa đó là cái trong cái văn hóa Việt Nam của chúng ta thì cái tư tưởng, cái việc làm, cái suy nghĩ mà nhắc đến cha mẹ bậc sinh thành á, là được coi rất là trọng. Nó gồm lại ở trong hai chữ Hiếu Thảo. Thì xin giáo sư cho quý khán giả biết là cái nguồn gốc cái chữ đó nó như thế nào ạ? Thưa cô Thanh Nhàn, thưa quý vị khán giả, chữ Hiếu á, là người Tàu thì họ viết hai cách. Cái cách thứ nhất là dùng cái chữ Lão, rồi bỏ cái chữ thất ở dưới, xong xuôi rồi mới thêm cái chữ tử vô để nói chuyện là cha già và con mọn, hay là người cha và người con. Thì xin tôi xin phép được viết cái chữ chữ hiếu của, như thế này. Thì quý vị thấy nên là trên đây có cái chữ thổ, rồi có cái gạch xéo, dưới này có chữ tử. Và chữ thổ này là một nửa của cái chữ Lão, mà chữ Lão nó sẽ nó viết giống như thế này. Chữ Lão dưới này, chữ Lão dưới này trên này là có chữ thổ, cái gạch xéo, xong rồi cái chữ thất là những người già lớn tuổi. Thì bỏ cái phần này để thêm cái chữ này, đó là một cái chữ. Đó là người ta họ dùng cái chữ đó hiếu để nói là cái sự, cái lòng của người con đối với người cha. Thì tôi không biết là cả người mẹ đến đâu, nhưng mà rõ ràng mình dùng là mình dùng thì chữ hiếu này có cả cha lẫn mẹ. Vì vậy cho nên sau khi mà thì sau đó thì chúng ta có một cái chữ này nữa là gọi chữ 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 hiếu này, mới dùng cái chữ hảo. Thì có chữ hảo này là chứng cho thấy là tốt. Thì từ cái chữ hảo này mới ra cái chữ hiếu. Mà chữ hiếu đó nó có hai nghĩa. Hiếu có nghĩa là ham muốn, hiếu có nghĩa là tốt. Ví dụ như hiếu sắc hay là háo sắc, rồi háu ăn, háu đói. Thì cái chữ đó cũng cùng một cái gốc này mà ra. Vì vậy cho nên thưa quý vị, với cái chữ như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng là người Tàu họ có hai chữ đó thôi, là hiếu và thôi, chứ không có chữ Thảo. Cái Thảo là của người Việt hoàn toàn. Và thưa quý vị, chữ Thảo người Việt có nghĩa là tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng cung cấp cái những cái gì mà người ta cần, người ta muốn. Vì vậy cho nên cái đứa bé mà nó ăn một cái kẹo hay cái bánh hay cái gì đó, và ví dụ như mình nói cho chị miếng, hay cho anh miếng, hay cho chú miếng, hay thế, thì nếu mà nó là cái đứa không có lam á, trong chữ tham lam á, yeah. Chữ lam là ham ăn. Tham lam là tham của, mà lam là ham ăn.
Tham lam là tham của và tham ăn. Và chữ nếu mà nếu nó không có lam á, theo nó cái cách nói của người Tàu á, thì nó sẽ đưa đưa cho mình cắn miếng. Thì cái thằng nó cái đứa bé nó gọi là ồ cái đứa này nó thảo lắm. Vì vậy cho nên mình ghép hai cái chỗ đó hiếu và thảo lại với nhau đấy nha. Đối với bề trên như cha mẹ thì mình rất tốt bụng. Đối với anh em những người xung quanh mình rất thảo. Và nó là một cái sự toàn vẹn của một con người với cái thái độ cởi mở, lúc nào cũng muốn giúp đỡ, một cái tinh thần rất là phóng khoáng. Vì vậy cái chữ hiếu thảo nay được dùng chung trong một cái cùng cái phrase, cái từ ngữ là hiếu thảo để cho thấy mình tốt bụng với tất cả những người xung quanh. Và nếu mình tốt bụng được tất cả những người thì với cha mẹ mình phải càng tốt hơn. Dạ. Vì cái chữ hiếu thảo theo cái nghĩa, cái cách nhìn của người Việt Nam là vậy. Dạ, thưa như thế cái chữ hiếu thảo nó có khác với chữ hiếu đễ không ạ? Dạ, thưa chữ hiếu thảo nó khác với hiếu đễ, dạ. Thưa cô ạ, thành ra. Dạ, thưa khác như chỗ nào ạ? À, giờ cô hỏi tôi thì không biết tôi biết cái chữ đễ là theo cái nghĩa gì không? Tôi biết đễ có nghĩa là đá giếng. Cái giếng. Dạ. Nhưng có chữ triệt đễ. Dạ vâng. Thì cô sẽ ngạc nhiên, ủa đây làm sao có cái chuyện hiếu đễ mà là có đá giếng chứ này, thưa công là một trong một chữ có nhiều nghĩa, một chữ có nhiều cách viết. Thành ra nếu mà chúng ta nói chính hiếu đễ thì chúng ta phải nói đến cái sự trân trọng của người con đối với người lớn, có cha mẹ chị em những người thân thuộc trong gia đình. Yeah. Tôi yêu cầu để bày tỏ cái sự thay vì hiếu thảo chỉ có dành cho cha mẹ, thường thường là dành cho cha mẹ hoặc là anh em trong nhà, bây giờ chỉ hiếu đễ thì nó mở rộng ra thêm để cho nó thấy được tất cả mọi cái sự cung kính của con người của mình. Dạ, có lẽ là hơi bất ngờ cho nên Thanh Giang được biết từ trước giờ cái chữ đễ đó là viết dấu ngã chứ không phải dấu hỏi như ở trong triệt để, thì nó có hơi khác đi một dạ, tí. Dạ, thì có hỏi hiếu đễ thì tôi mới nói đễ là cái triệt để là gì. Dạ, vâng. Dạ. Thì chữ chữ nghĩa thưa quý vị, thì hỏi ngã nhiều khi nó cũng có những cái chuyện rất là oai âm thưa bơm. Dạ vâng, thì như giáo sư có nhắc đến là đối với lại người Tàu họ không có cái chữ thảo ở trong đó và họ rất là tôn kính, không biết là vai trò mẹ ở trong cái gia đình với người Tàu như thế nào, thì Thanh Giang có được đọc qua về những cái tư tưởng hiếu trong Nho giáo đó, mà Nho giáo là du nhập từ bên Tàu qua phải không ạ? Yeah. Thì họ chỉ có nói đến Tề gia, Trị quốc và Bình thiên hạ là nói chung đến cái vai trò của một người người đàn ông ở trong gia đình nhiều hơn là nói đến đến phụ nữ phải không ạ? Dạ yeah, vâng ạ. Nhưng mà có họ còn có thêm có cái là công dung ngôn hạnh nữa. Dạ. Yeah. Họ có thêm cái phần công dung ngôn hạnh, tức là có công, tức là biết làm việc và có chút sắc đẹp dung ngôn, biết lời nói những lời tốt đẹp, và hạnh tức là cái cách mình bày tỏ với mọi người để tạo một cái sự niềm vui cho mọi người xung quanh, đó gọi là hạnh. Dạ. Nhưng mà nói như vậy cũng vẫn là vai trò của người phụ nữ đối với lại văn hóa của Tàu là nó thu gọn ở trong gia đình chứ không, và ngay cả trong gia đình cũng không nhất thiết là cái người cầm đầu, cho nên ở trong cái ba cái mục đích của cái người quân tử đối với Tàu là Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ, yeah, là phải nắm được cái gia đình mình xong rồi mới đi đến quốc gia và xa rộng sâu rộng hơn nữa là mới đi đến thế giới phải không ạ? Dạ dạ vâng, Tề gia Trị quốc thì thưa già, cái chữ Tề gia tức là làm cho gia đình sao có ngăn nắp, có nề nếp, có gia phong, tức là cái tục phong tục, cái nếp sống của gia đình nó như thế nào thì mình theo đúng theo cái nếp sống đó, tên gọi là cái gia phong. Rồi Tề gia Trị quốc thì mình và là mình biết chữ trị đây không có nghĩa là trừng trị, mà trị mà làm cho nó yên, giữ quản cho đất, trị, nhà quản trị. Dạ. Chứ không phải là trừng trị hay là đánh đập người ta, mà trị đây có nghĩa là phải làm sao cho đất nước được bình yên. Thì nếu mà mình có tài thì mình làm cho đất nước bình yên, chứ nếu không có tài thì lúc nào cũng loạn lạc, bởi vì
mình dung túng một nhóm này, dung túng nhóm kia thì cái nhóm nọ nó sẽ nổi, nó nổi giận và nó chống lên, nó chống lại. Thành ra mình phải làm cho nó yên. Rồi sau đó thì khi mà trị nước được, tức nước bình yên rồi thì thiên hạ sẽ thái bình. Thiên hạ sẽ đi vào cuộc sống rất là thái bình. Vì vậy cho nên cái việc mà dùng chữ, dùng nghĩa đó, thì nó cũng có những cái phạm vi cần phải bàn, thưa cô. Nhưng mà mình đi nói về hiếu thảo, về hiếu đệ thì đây nói về cái lòng của người con đối với cha mẹ, thưa thành ra. Dạ vâng. Có lẽ mình sẽ trở lại. Nhân là giáo sư có nhắc đến cái sự khác biệt giữa, tuy là cùng một, những nước Á Châu với nhau, nhưng mà cái sự suy nghĩ của mỗi một văn hóa, mỗi một quốc gia, nó có cái sự khác biệt ở trong đó. Dạ. Đó là ngày hôm nay chúng ta còn không có nói đến cái chuyện mà ở cái thuở xa xưa nước Việt Nam mình còn theo chế độ mẫu hệ, xong sau có cái sự đô hộ của phương Bắc xuống mới làm ảnh hưởng đến là người phụ nữ không còn có một cái giá trị gì cao cả, mà bị thu hẹp lại ở trong một góc của gia đình mà thôi. Cho nên thưa đúng không ạ? Thưa ra cũng đúng một phần nào thôi, nhưng mà riêng tôi thì tôi thấy là cái văn minh của Việt Nam nó đi trước văn minh của Tàu, và đồng thời nó đồng hành với văn minh Tây phương. Yeah. Người Mỹ họ có câu, hay người người Tây phương họ có câu là happy wife happy life, phải không? Dạ, yeah, thưa đúng. Rồi thì nếu mà theo cái câu đó thì tiếng Việt mình vẫn duy trì chữ vợ chồng. Yeah. Vợ phải đứng trước, vợ phải là cầm đầu. Tất cả bà xã tôi nói cái gì cũng đúng cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu bà nói sai thì xem lại điều một. Cảm ơn giáo sư. Yeah. Và xin quý vị đừng rời máy. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau một vài giây phút quảng cáo.